Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ nấu chè Ỉ. Thì để nấu chè thì mình chuẩn bị một củ khoai lang. Khoai lang thì các bạn dùng cái màu nào cũng được hết nha. Thì một củ khoai lang này mình gọt sạch hết thì là 150g. Rồi các bạn sẽ chẻ ra khúc nhỏ nhỏ để mình đem đi nấu. Nếu không nấu thì các bạn có thể hấp. Rồi mình sẽ cho vô nồi mình nấu, cho nước vô ngập mặt khoai. Nếu các bạn hấp thì mình hấp khoảng chừng 15-20 phút gì đó. Rồi bắt lên nấu. Và mình nấu ở đây khoảng chừng 10 phút là được à, là khoai nó mềm mà. Sau khi khoai nó chín thì các bạn gấp nó ra rồi mình sẽ tán khoai luôn. Cái khoai lang bí này các bạn nó mềm và nó ngọt lắm. Lúc nó còn nóng nóng vậy nè, mình nghiền nó rất là dễ. Nó mềm xèo à. Rồi khi khoai nó nhuyễn rồi thì mình sẽ gây nó lại. Cái phần gây khoai này á, thì để bảo đảm cho khoai của mình nó không có bị sơ đó. Nếu như các bạn thấy khoai của mình không bị sơ thì khỏi cần cái bước này cũng được nữa. Mình nghiền nhuyễn là được à. Mình gây á, thì bảo đảm hơn. Và nó mịn nữa. Rồi đây là phần khoai lang mình đã rây xong rồi nè các bạn. Mình chuẩn bị thêm bột nếp. Bột nếp để mình nấu chè thì cái loại này thì nó ngon nè. Chiên về chè sôi nước và chè Ỉ á. Thì các bạn muốn dùng loại nào cũng được hết nha. Và mình sẽ cho vô đây là 200g bột nếp. Thì muốn ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít. Và mình lượng nè, mỗi một chén lưng vậy là 100g nha các bạn. Nếu các bạn không cân thì lượng bằng chén. Và khoai lang thì mình sẽ cho vô đây. Thì cái phần khoai lang mình cho vô đây khoảng chừng 3 muỗng canh á. Cho hết vô đây. Và đây là nước ấm. Nước ấm ấm vậy mình sờ tay vô được á các bạn. Khoảng chừng 50 độ mình cho vô đây 170ml nước ấm. Và mình cho vô từ từ. Tùy theo cái loại bột á, thì cái độ hút nước nó khác nhau á. Thì mình lượng chính xác là 170ml. Rồi mình trộn mà mình thấy nước nó ngấm đều cái bột vậy là được nè các bạn. Đừng cho nhiều quá ha. Nếu có thiếu thì mình cho thêm chứ đừng cho nhiều quá. Rồi xong rồi nè, mình thấy nó ngấm đều vậy là mình nhồi được rồi đó. Mình nhồi á, thì một hồi nó sẽ mềm dẻo lại. Có cái khoai lang vô á, cái bột của mình nó mềm ngon lắm, nó không bị cứng. Đây mình nhồi xong thì mình thấy bột nó mềm vậy nè các bạn. Mềm dẻo. Rồi mình sẽ gắp một ít bột khô lên trên đây để mình do viên nó không bị dính. Thoa vô cái tay các bạn rửa sạch ha. Mình do bằng tay thì nó đẹp hơn á. Do bằng cái bao tay thì thấy nó không đẹp cái viên chè. Rồi nó rớt xuống luôn. Rồi mình do xong rồi nè các bạn. Viên chè rất là ngon rồi nè. Tiếp tục các bạn do ha. Và muốn ăn cái kích cỡ nó lớn hay nhỏ thì tùy các bạn. Thì mình lấy viên chè vừa vừa là ngon. Rồi đây là toàn bộ cái phần bột mình đã do xong rồi nè các bạn. Làm cũng nhanh lắm. Làm chút xíu là xong rồi. Mình chuẩn bị cái nồi nè. Mình sẽ cho vào đây là đường thốt nốt. Các bạn nếu không có đường thốt nốt có thể nấu đường cát bình thường. Thì 150g đường thốt nốt và 300ml nước. Các bạn dùng một đường hai nước thì mình nấu cái nước đường nó ngon á. Bắt lên bếp và nấu cho nó tan cái phần đường thốt nốt này. Đây là lá dứa nè các bạn. Lá dứa thì mình cho vô chè cho nó thơm. Và mình dùng thêm cái lá gừng này nè. Nếu các bạn không thích lá gừng thì dùng cái củ gừng cũng ngon nha. Đây, đường thốt nốt đã tan hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nó sôi bùng vô. Mình sẽ cho vô chút xít muối để cái vị nó đậm đà ngon hơn. Nó sôi bùng lên vậy là được rồi. Mình sẽ lấy những cái viên bột mình cho vô từ từ. Và nhớ nước đường phải sôi. Sôi bùng thì mình hãy cho vô. Các bạn không cho nó sôi là vô bột nó bị chảy nha. Mình nấu trực tiếp trên nước đường luôn.
Đây mình nấu cho nó sôi lên này nè các bạn. Rồi lúc này á, cái viên chè của mình nó sôi và nó nổi lên trên mặt hết rồi. Sôi bùng lên khoảng 5 phút là nổi lên vậy nè. Khi mà mình thấy chè nó nổi lên có nghĩa là viên bột đã chín rồi. Thì mình cho cái lá dứa vô đây và dài cái cọng lá gừng vô. Các bạn có thể sắc nhỏ hoặc là để khúc vậy cũng được nữa. Cái lá gừng này vô thì nó có cái mùi thơm đặc biệt hơn. Thì tùy thích các bạn nha, muốn ăn củ hay là lá gì cũng được. Rồi mình đi chuẩn bị cái phần nước cốt dừa. Thì đây là nước cốt dừa ép, nó đậm đà 150ml. Tùy thích các bạn muốn ăn béo nhiều hay béo ít. Mình cho vô. Nước cốt dừa này rất là béo luôn. Có thể dắt các bạn lấy cái phần nước nhất á thì nó ngon ha. Mình cho vô cho nó sôi lên. Nó sôi lên trở lại thì vậy là được rồi. Các bạn đừng có nấu nhiều quá, nước cốt dừa nó sẽ mất béo. Rồi mình sẽ tắt lửa luôn. Vậy là chè ỉ của mình đã sẵn sàng rồi nè. Bây giờ mình múc ra tô để thưởng thức nha các bạn. Những cái viên chè nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với đường thốt nốt, nó có cái hương thơm đặc trưng. Và thêm cái lá gừng và lá dứa nữa. Chè rất là ngon luôn. Gắt lên đây thêm một ít mè rang hoặc là đậu phộng rang. Vậy là sẵn sàng một tô chè ỉ hay là chè viên với bột nếp đơn giản. Những cái viên chè này các bạn mình nắng ha, nhìn thấy nó cũng vừa nữa. Nó đều luôn á. Có cái màu đẹp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra chén để mình ăn nè. Chè ỉ. Chè này á các bạn ăn vô á cực kỳ béo luôn. Cái nước thì béo, ngọt, thơm, rất là đậm đà. Cái viên chè thì dẻo dẻo, không hề bị cứng nha các bạn. Và qua video này, nếu các bạn có thích kênh của mình thì vui lòng đăng ký kênh nha các bạn. Chia sẻ video ủng hộ mình nữa nha. Giúp mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.